Quý khách hàng đang tìm nhà gần với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông, gần với khu đô thị Dương Nội, gần với lại tuyến đường đi làm ở Hà Đông hoặc là đi làm ở Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Mỹ Đình thì đừng có thể bỏ lỡ ngôi nhà này. Thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn, diện tích 31m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước thưa quý vị. Ngõ này thì thiết kế là ngõ thông, cách có một nhà là ra tới đường ô tô tránh nhau, gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại khu đô thị Dương Nội khoảng tầm 500m, cách với trung tâm thương mại Aeon cũng khoảng tầm đó, cách với 200m là ra tới trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông kéo dài và rất phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông hoặc là đi làm ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà thiết kế 31m, xây 4 tầng hướng nhà đông bắc ra sao. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Mặt tiền của ngôi nhà hơn 5m cho nên thiết kế ngoài cái phần cửa chính thì chủ nhà thiết kế thêm một cửa sổ phụ cho quý vị nhé. Vị trí đi lại giao thông thuận tiện, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Căn nhà này thì nhà xây mới hoàn toàn, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Theo đúng như hiện trạng Ngọc Ánh quay như thế nào thì quý vị đến xem nhà là bán như vậy. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Thì phòng khách hoàn thiện chỉn chu đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng, là đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Căn nhà này thì được thiết kế độc lập cho nên là hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã lắp đặt đầy đủ, chỉ có việc sang tên và về ở ngay thôi mọi người nhé. Đấy, ngoài cái phần phòng khách thì đây là thiết kế phòng bếp của ngôi nhà, với phần tủ bếp thiết kế là nhỏ nhắn xinh xắn chữ L nhưng mà đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ, mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp toàn bộ là kính ốp bếp, phụ kiện bếp lắp đầy đủ cho quý vị, chậu rửa, vòi rửa và phụ kiện bếp chất liệu inox 304 rất là chắc chắn, rất là đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, phù hợp với một hộ gia đình sử dụng. Thiết kế có 31m, xây 4 tầng, tổng sử dụng là hơn 120m nhưng mà vẫn thiết kế được 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, rất chi là hợp lý, công năng sử dụng hài hòa đối với từng tầng mọi người ạ. Tầng 1 thì ngoài phòng khách, phòng bếp còn thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị, sử dụng đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hồ sơ điện lắp đặt đầy đủ, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Ở đây thì sử dụng nước sạch là nước sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, công năng sử dụng hài hòa, hợp lý. Với cái căn nhà này thì nó nằm ở trên mặt ngõ thông, mặt ngõ nhà nước quý vị nhé. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, vị trí, giá bán em để ở dưới phần bình luận cho quý vị. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và mời quý vị theo em khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một tầng, một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Hiện tại tầng 2 đang không bật điều bật điện đây mọi người nhé, đang không bật điện nhưng mà cái ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Ban công mở rất là thoáng. Ở phần tầng 2 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô cửa vô cùng là thoáng và rất là rộng, hướng nhà đông bắc thì cũng rất là mát đấy nha mọi người. Gạch lát nền từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 chủ nhà thiết kế là gạch 60-60 vân đá. Phòng ngủ thì tương đối là rộng rãi, thoáng, vuông vắn, dễ dàng để quý vị có thể kê đồ nội thất ở phía bên trong, giường, tủ và vẫn còn không gian nhỏ xung quanh nữa. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2. Với phần phòng vệ sinh này sử dụng đáp ứng cho quý vị đây, cũng tương đối là rộng, ốp toàn bộ gạch lên trên tới trận trần này, quạt hút mùi thông thoáng, bồn cầu liền khối, lavabo. Nói chung là có sao thì Ngọc Ánh luôn luôn quay review cho quý vị chuẩn chỉnh. Quý vị đến xem nhà như thế nào thì trên video là quay y như vậy thưa mọi người. Tất cả các phòng ngủ ở đây đều được chủ nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị, ống chờ điều hòa, dây chờ và áp chờ điều hòa riêng rồi, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về chỉ việc xách vali về ở thôi. Mời mời theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Thiết kế phòng ngủ theo kiểu master thưa quý vị. Ban công mở rất là thoáng, hướng nhà đông bắc cũng rất là thoáng mát, cửa sổ thông thoáng đây mọi người ơi. Và với cái vị trí ngôi nhà thì em đã chia sẻ ngay từ đầu rồi, thiết kế công năng hợp lý, một ngôi nhà được xây dựng độc lập. Có rất nhiều quý khách hàng không thích nhà xây liền kề hoặc là hai dãy mà úp mặt vào nhau thì quý vị có thể tham khảo ngay ngôi nhà này
nằm ở trên mặt ngõ, thiết kế thông thoáng, duy nhất một căn xây dựng độc lập, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, không nghĩ rằng là tường chung móng riêng, bởi vì thực ra cái hình thức xây liền kề thì chủ nhà cũng không thiết kế chung đâu, nhưng mà quý khách hàng vẫn có sự lo lắng thì quý vị có thể tham khảo những cái căn nhà xây độc lập như thế này. Còn đâu thì trần thạch cao, thứ là với cái ngôi nhà này thì chủ nhà chỉ thiết kế duy nhất ở phía dưới tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, không tầng nào thiết kế trần thạch cao, thiết kế đơn giản, tối ưu công năng cũng như tối ưu cái chi phí lên giá thành bán cho quý vị nhé. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3, tầng 2 giống nhau, đều thiết kế cho quý vị. Gạch ốp lên trên tới tận trần, thiết bị vệ sinh, bồn cầu, đầy đủ công năng sử dụng cho quý khách hàng sử dụng theo từng tầng. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt, lắp đặt xong hết rồi. Nói chung là quý vị chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Cửa thông phòng tầng 3 thiết kế giống với tầng 2, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mời người theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và thưa quý vị, đây là phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà, với thiết kế tầng 4 của ngôi nhà rất chi là hợp lý. Ở đây là một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế như em đã chia sẻ ở phía dưới tầng 1, toàn bộ là gỗ. Và ở tầng 4 thì thiết kế cho quý vị như sau, một khu vực để máy giặt. Này. Và ở đây thì quý vị có thể thiết kế dàn phơi thông minh, rất là hợp lý. Và tính từ vị trí ngôi nhà này, cách có một nhà là ra tới đường ô tô tải có thể đi qua. Hai xe ô tô tránh nhau gần với chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Nói chung xung quanh vị trí ngôi nhà này, cách 500m là ra tới khu đô thị Dương Nội, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, gần với trung tâm hành chính quận, gần với bệnh viện đa khoa, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm theo trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài như em đã chia sẻ ở ngay đoạn đầu video rồi. Và trên phía tầng 4 thì còn thiết kế công năng cho quý vị như sau, hai phòng, một phòng thờ và một phòng ngủ ở phía bên cạnh. Thì đây là phần phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý. Tuy nhiên thì chủ nhà vẫn thiết kế đầy đủ cho quý vị là một cửa sổ và một cửa thông phòng. Hợp lý đúng không ạ? Bên này là thiết kế cho quý vị một cái công năng sử dụng thêm một phòng nữa. 4 tầng, 3 phòng riêng. Phòng trên tầng 4 này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc. Tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Với cái ngôi nhà nằm ở trong khu dân cư đông đúc, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Ngõ này thì là ngõ thông nha mọi người, cho nên có sao thì mọi người đến xem, và thực tế nhà nó là như vậy. Trước khi mọi người đi xem thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà tốt để được tư vấn về tầm tài chính, tư vấn về cái cung đường đi lại, xem nó có phù hợp với hộ gia đình mình hay không. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể để hẹn lịch xem nhà thì vui lòng liên hệ với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em sử dụng duy nhất hai số điện thoại này thôi thưa quý vị, 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.